Mến chào tất cả các bạn nhỏ của chị Jim xinh. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi tranh cát nha. Và chị có một bức tranh cát hình mèo Hello Kitty đang ôm chú gấu Teddy rất là xinh nè. Đó. Và chị sẽ thực hiện việc tô màu bức tranh cát mèo Hello Kitty này nhé. Rồi, các bạn nhớ hãy cùng theo dõi chị Jim xinh nha. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh của chị nhé. Đầu tiên là chị sẽ tô hai con mắt của mèo Hello Kitty và những chòm râu nữa. Chị sẽ sử dụng cát màu đen nha. Tiếp theo chúng ta sẽ tô cái mũi. Và mèo Hello Kitty có mũi màu vàng nên chị sẽ sử dụng cát màu vàng. Giờ sẽ tô cái nơ nha. Nơ sẽ tô cát màu hồng. Tiếp theo sẽ lô gương mặt của mèo Hello Kitty lên. Tất nhiên là mèo Hello Kitty của chúng ta sẽ có màu trắng cho nên là chị sẽ sử dụng cát màu trắng nha. Bây giờ sẽ là tô cái tay. Trắng. Các bạn nhỏ ơi, đừng quên đăng ký theo dõi kênh của chị Chim Xinh nhé, để có thể được là người đầu tiên xem video mà chị Chim Xinh đăng lên mỗi ngày đó. Mèo Hello Kitty đang mặc đồ màu hồng hết. Màu hồng trùng màu với cái nơ đang sang trên đầu. Chị sẽ tô luôn một lần nha. Bây giờ sẽ là cái chân.
chân cũng là cát màu trắng. Và chúng ta sẽ vẽ lại cái đường ngăn cách chỉ với cái tay. Hơi lệch rồi. Giờ chúng ta sẽ tô màu con gấu teddy này nhé. Sử dụng cát màu trắng. Teddy của chúng ta có màu nâu nên chị sẽ tô màu nâu. Rồi, bây giờ sẽ vẽ cái đường rành ở ngay cổ nha. Và các bạn nhỏ biết không, đó chính là trong bức tranh này người ta đã vẽ thiếu cái phần tay ở phía bên này của gấu teddy nè. Đó, phần bên này không có tay. Chính vì thế chị Kim Xinh sẽ tự vẽ tay thêm cho gấu teddy nhé. Đầu tiên thì chúng ta cứ tô hết cái này màu trắng của Hello Kitty. Rồi, sau đó chúng ta sẽ vẽ lại và khẩy cái phần cát đi ha, để tạo thành một cái tay cho gấu teddy. Chị sẽ vẽ cho đến khi nào nó đẹp, thật là đẹp thì chúng ta mới lấy. Rồi, và chị sẽ khẩy cái phần cát này đi nhé.
Giờ chúng ta cho cát nâu lên. Vẫn lẫn nhiều cát trắng quá ha. Xong rồi đó các bạn ơi, nhỏ ơi, chị đã làm thêm một cái tay cho gấu Teddy rồi. Và bây giờ chị Chim xin sẽ tô nền cho bức tranh này nha. Bóc hết lớp keo ra. Chị sẽ chọn tô nền cho bức tranh này màu xanh dương. Hay là màu cam. À, màu đỏ đi nha. Xong rồi các bạn nhỏ ơi, chị Chim Xinh đã hoàn thành xong việc tô màu bức tranh cát mèo Hello Kitty đang ngồi ôm chú gấu Teddy rất là dễ thương nè. Và các bạn nhỏ ơi, các bạn nhỏ nhớ là đăng ký theo dõi kênh của chị Chim Xinh để có thể là người đầu tiên được xem video nè và tham gia vào các mini game nhận quà nữa đó. Nếu yêu thích video này thì để lại bình luận cho chị Chim Xinh biết với nha. Còn bây giờ chị Chim Xinh xin chào tạm biệt các bạn nhỏ. Hẹn gặp lại các em trong clip sau.